ngày 28 tháng 7, ghi nhận tại khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình Hà Nội, rất đông các bạn trẻ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi, vui vẻ chia sẻ với phóng viên báo Sức khỏe và Đời sống vì mình đã đổi được vé điện tử thành vòng tay. Đây là yêu cầu bắt buộc được ban tổ chức concert Blackpink tại Việt Nam thông báo. Này là ý nghĩa là mình sẽ là có một vật kỷ niệm khi về và cũng là để đánh dấu là mình vé chính chủ ấy ạ, kiểu đấy. Em đi xem ngày đêm thứ hai ngày 30 ạ, nên là tí em sẽ về nhà xong rồi ngày mai em lại lên đây ạ. Cũng vui ạ, bởi vì sắp được gặp idol. Nhiều bạn trẻ cho biết đã hâm mộ nhóm nhạc Blackpink từ lâu, khi nghe nhóm qua Việt Nam biểu diễn rất háo hức sẵn sàng chi cả tiền triệu để tham dự. Vé chính chủ là hơn 1 triệu đến gần 10 triệu ạ, vé mắc nhất là 10 triệu. Hết mình luôn anh ạ, chào là vé lần này hơi mắc nên là không đi được 2 đêm, không phải là cũng đi 2 đêm rồi ạ. Em tên là Đức, từ Vũng Tàu ạ. Em đi một xuyên Việt ra đây để xem Blackpink đấy. Thật ra thế này, hai bé nhà chị có học nhảy. Chị bé có đi theo con đường chuyên nghiệp hay không thì là một con đường dài. Nhưng chị nghĩ những hoạt động ca hát nhảy múa là những hoạt động lành mạnh. Còn phần thưởng, đây là một phần thưởng cho bé sau một quá trình học tập năm vừa rồi. Bên trong sân vận động Mỹ Đình, một sân khấu đã được dựng lên. Đêm diễn ngày 29 tháng 7 dự kiến có 36.000 khán giả, đêm còn lại có 31.000 người.